Thôi, xin chào tất cả anh em đến với kênh Kẹo Chì của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán một kẹo và cành không kiểm 100%. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Còn anh em yêu quý thì nhớ phải ấn đăng ký kênh, like video để lại bình luận và ấn nút chuông thông báo để hiện những cái chương trình khuyến mãi bên nhà em. Thì hôm nay cũng lên cho anh em cái con kẹo chì 4.5 độc và lạ nhất, hot nhất từ trước giờ mà chưa ai có, chưa ai làm. Đấy, thì hiện tại ở trên đỉnh của lón của cái viên nấm này là lúc nào cũng có một cái gọi là dẫn hướng. Đấy, chưa có một cái shop nào để kẹo như này. Thì nói thật ra là mới làm test thử, cảm thấy ok thì đăng lên cho anh em. Có 102 luôn cho anh em nhé. Hàng này dùng chuyên PCP, tiệp sáp Innova thì dùng hàng khác, dũng ngắn rỗng. Còn loại này dùng cho PCP. Em mới trải nghiệm thử, cảm thấy rất chi là ok, thì em đăng lên cho anh em để khi anh em trải nghiệm thử. Đấy, rất chi là ngon. Thì cái loại này thì mới đầu tiên của Việt Nam có đầu dẫn hướng này, 4.5 độc và lạ luôn cho anh em. Anh em nhìn nhé, đầu nó có cái dẫn hướng. Đấy, đỉnh nó luôn. Đấy, cho anh em đỉnh nón anh em nhé. Còn anh em không thích thì có thể bóc nó ra, nó không ảnh hưởng đến đường đi của viên kẹo, nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn chất lượng nó cũng rất chi là tốt. Đấy, em chưa bao thử rồi. Đấy, đây là hàng PCP nhé. Còn đấy là nếu mà anh em muốn dùng tiệp sáp Innova, sáp Tiger mà 7 kg 9 kg thì anh em dùng loại này. Đấy là mẫu 4.5. đấy, mẫu 4.5 nhá anh em nhé. Tiệp sáp Innova, sáp Tiger dùng loại này, dùng loại này rất chi là ngon. Nói chung là cái mẫu này đủ định nó cao, chất lượng rất chi là tốt. Đấy, nếu mà dùng PCP loại này thì nó nhẹ quá, nó sẽ láng kẹo nên là chơi rất chi chán. Đấy, còn tất cả anh em mua hàng lại trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo và cành không kiểm không xâm hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Xin chào anh em.